Vâng, chào toàn thể các bác ra lương mật. Hôm nay làm cái clip ngắn để giới thiệu tới các bác ba cái loại mũ mà đơn vị bên em đang bán ở trên thị trường. Loại mũ thứ nhất thì về hình thức của nó thì là nó là mũ chống nắng để các bác khai thác hoặc xem ông trời nắng thì nó rất chi là mát mẻ. Còn phía đằng sau mũ thì là bằng một lớp vải màng trắng. Còn là đằng trên, đằng trước mặt của các bác ấy, khi các bác mua về đội ấy, thì nó là lớp vải màn đen để tránh, để cho các bác nhìn đàn ông nó rõ hơn. Còn về phần khung của chiếc mũ thì là khung mũ đây thì là được làm bằng thép rẻ, bác có thể uốn được tất cả các chiều. Còn về phần ngạnh dưới thì được làm ống tròn thì bằng nhựa để cho các bác thoải mái để khi các bác làm ong thì các bác đội cái mũ các bác cảm thấy là nhẹ nhàng nhất. Đấy, em cũng đội thử cái mũ này cho các bác xem. Khi các bác mua về đấy, để sử dụng đi đánh mật hoặc là đi thăm ong, tránh tình trạng con ong nó đốt, thì các bác sẽ đội và các bác thêm chặt vào cái cổ như thế này. Thì đằng trước mặt thì nó là một cái tấm màn màu đen để cho các bác quan sát nó dễ hơn là màu trắng, nó không bị hoa mắt. Còn sau đây là tiếp theo là cái mẫu mũ thứ hai. Mũ này là hàng mũ cao cấp, nó rất chi là thoáng mát khi các bác đánh mật hoặc là xem ong. Mũ này thì nó dày dặn, nó thoáng ở bên trên, là nó đã có những cái lớp thoát khí. Và đằng trước mặt của chiếc mũ này thì nó được làm bằng lớp màn cứng, tránh cái tình trạng con ong nó bay vào đây nó đốt. Đằng sau thì là được làm bằng lớp cũng lớp màn cứng nhưng mà nó là màu vàng, và cái ống các lỗ thoát khí thì nó to. Cái mũ này thì là khi các bác đeo vào ấy thì là mũ này nó tiện lợi, là nó có hai cái dây ở đây để cho các bác xỏ hai cái vai này. Khi xỏ vào thì các bác cảm giác là nó sẽ rất di rồi thoải mái để khi chúng ta xem cái đàn ong. Còn chi tiết may về cái mẫu mũ này thì đường chỉ của nó là nó may là chỉ đôi. Để đảm bảo chắc chắn thì là nó may chỉ đôi cho các bác, thì không bao giờ các bác sợ nó bị bong, bị bục. Cái mũ này thì là dùng rất tiện lợi. Và khi các bác không thăm bong nữa thì chúng ta có thể đội đi chơi. Cũng rất chi là đẹp. Còn đến mẫu mũ cuối cùng, em xin giới thiệu chi tiết nhất. Cái hàng này là hàng mũ liền áo, để cho các bác thấy cái tình trạng trời nắng nóng thì shop bên em là có bán cái mặt hàng mũ liền áo này. Cánh áo tay thì được làm bằng chun để bó vào, tránh cái tình trạng con ong mật nó chui vào tay các bác nó đốt. Vâng, là như vậy. Áo thì vải là màu dàn di, vải này là vải thấm mồ hôi nên sau khi mặc vào nó thấm mồ hôi ra đây là nó sẽ làm mát cho các bác, chứ nó không bị bốc nhiệt như những cái lớp vải khác. Đây là phần chóp, còn phần khung bên trong thì vẫn được làm bằng thép dẻo để đảm bảo là không bị gãy, không bị méo. Sau đây em mặc thử luôn cho các bác ngắm, em giới thiệu chi tiết luôn về lúc mặc thì cảm giác nó như thế nào. Đấy. Khi mặc thì cảm giác là nó rất chi là thoải mái. Ở đằng phía dưới này nó có một cái lớp áo cuối cùng, nó có một cái dây chun, nó sẽ ôm sát vào người các bác như thế này. Và đằng trước đây là có một cái túi này, để khi các bác đi thăm ong, các bác làm mũ chúa, mũ chiếc thì các bác có thể để kim di trùng hoặc là để những cái dọ chắn chúa ở đây, rất chi là tiện, không phải cầm ở trên tay nữa. Còn hình thức mua bán ở bên em ấy, thì bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện. Hàng tới nơi các bác bóc hàng ra, các bác kiểm tra, nếu mà đúng chất lượng cái mũ này bên em giới thiệu thì các bác thanh toán. Còn bên em chuyên cung cấp tất cả các vật tư nuôi ong, từ cái nhỏ nhất cho tới cái lớn nhất, để đảm bảo phục vụ cho các bác đánh cái vụ mật 020 này.
được đầy đủ nhất. Khi các bác cần một cái gì thì bên em có thể cung cấp được cho các bác. Vâng, video ngắn em xin kết thúc tại đây. Chào toàn thể các bác.